Rồi. Ok. Rồi quay lại nào. Như vậy đối với lại cái bài lab này, chúng ta sẽ quan tâm là allo xử lý cái GPO, tức là group policy object của chúng ta. Như vậy trong này nó có một số cái mà chúng ta sẽ group policy cho nó, ví dụ ẩn icon trên màn hình desktop. Làm lại chỗ này nha. Như vậy để ẩn được item trên màn hình desktop thì trên cái máy server của mình, các bạn sẽ vào trong group policy. Group policy nó nằm trong cái phần là window admin, trong cái tool này, trong cái menu này thì chúng ta sẽ sử dụng là group policy management. Ở trong này nó có rất là nhiều cái policy. Như vậy nó có cái policy, một là default domain. Như vậy khi mà mình áp ở trên này á, là tất cả những cái OU ở phía dưới đều áp dụng. Còn thầy đang tạo ở trong cái OU là AMC 100 new thôi. Thì những user nào mà nằm trong này thì bị áp dụng, còn những user mà nằm ở đây thì không có. Được chưa? Ví dụ như là bây giờ trong cái AMC 100 đi. AMC 100 đúng không? Chỗ nhân sự này nè, thầy tạo new một cái nhân sự ở bên trong này. Vậy thì thầy thử cho các bạn để cho các bạn nhìn cho nó dễ. Như vậy mình sẽ vô cái active directory user and computer. AMC 100 đúng không? Mình có cái OU là nhân sự. Thì trong này hiện tại mình chưa có cái user nào hết. Thầy tạo ra đây một cái user nè. New. Một cái user. Thầy để là nhân sự 1. Và cái log on của thầy nó khác với bên kia. Thì để là nhân sự 1. Khác ha. Bên kia là NS1. Bên này là nhân sự 1 để cho nó khác nhau. Net password mình để 1 2 3 thử xem nào, 1 2 3. Net finish. Như vậy mình đã có được nhân sự 1 ha. Bây giờ ở bên cái client này chú ý nè, khi mà mình join vô mình sẽ log on vô đây, log off ra lại. Bây giờ mình sẽ chọn order user. Mình chọn vô đây là nhân sự 1, password 123 vô. Đây, thấy có recycle bin không? Có, bởi vì cái này đâu có được áp dụng đâu. Cái policy hồi nãy của mình là mình thực hiện ở đâu? Mình thực hiện trên cái AMC 100. Còn cái AMC của mình nó không có AMC new này nè. Đó, hồi nãy là thầy sử dụng cái policy trên cái AMC new. Cho nên là cái AMC 100 này không ảnh hưởng gì hết. Được chưa? Rồi. Như vậy thì ở chỗ này cái đề của chúng ta là gì? Ẩn icon trên desktop. Bây giờ mình thực hiện trên cái AMC 100 để cho các bạn thấy là cái nhân sự 1 này có ảnh hưởng nha. Này DC của mình. Cái cửa sổ này chúng ta phải nhìn nó là gì? Active Directory User and Computer là mình tạo user. Đóng nó lại. Bây giờ mình sẽ vô cái phần mà quản lý policy của nó. Đây, quản lý policy, group policy ha. Mình có thể lít chuột phải mình chọn pin to desktop, pin to start cho nó dễ nè. Mình mở ra đây. Các bạn nhìn kỹ ở trong này nó có những cái OU. Có những cái OU. Và trên cái OU này nè, cái OU mà AMC 100 nè. Hiện nay là nó chưa có cái policy nào hết nha. Đây, AMC 100. Nó không có cái policy nào hết nha. Thầy lít chuột phải
thì chọn là create group policy. Và trên cái group policy này, giả sử thầy để là ẩn item trên desktop, ẩn item trên desktop, được chưa? Còn mình muốn làm gì đó là tùy, mình muốn đặt tên gì cũng được, nhưng mà bạn đặt tên làm sao để mà khi mà mình làm việc á, nó sẽ dễ hiểu. Rồi các bạn vô trong cái group policy này, các bạn chọn edit, click chuột phải lên, và mình có policy nè, mình có admin nè, trong admin này có desktop nè. Trong desktop này thì mình sẽ ẩn cái gì? Ví dụ mình ẩn cái recycle bin là cái mà mình mới vừa thấy. Click chuột phải, chọn edit. Thì trong này bình thường nó để là not config, là chưa cấu hình. Bây giờ mình chọn là enable. Enable nó lên, ok. Sau khi mình enable xong rồi thì bên này các bạn sẽ thấy là các cái lựa chọn khác là not config, thì riêng cái ẩn là nó chọn là enable. Rồi. Như vậy là nó chưa cập nhật liền, mà mình muốn nó cập nhật ngay tức thời thì mình sẽ vào run ha, Windows R đó. Mình chọn là group policy update seek for. Ok. Rồi, cập nhật xong. Như vậy trên máy client mình log on hồi nãy là bằng nhân sự 1, là nó có recycle bin nè. Bây giờ mình log off nó ra. Log off ra. Sign out ha. Giờ mình vô lại. Nhân sự 1 đầy đủ ha. 1, 2, 3. Vào. Icon biến mất, được chưa? Đó, như vậy thì mình áp dụng ở trên cái OU nào thì những cái user, những cái group mà thuộc cái OU đó sẽ ảnh hưởng, sẽ được áp dụng, được không nào? Rồi, tiếp theo là chúng ta ẩn item trong control panel. Chỗ này chúng ta phải cụ thể là ẩn cái gì. Như vậy để ẩn item trong control panel thì chúng ta sẽ xem trong control panel có gì chúng ta muốn ẩn. Thì ở chỗ này các bạn sẽ mở cái control panel của client lên. Bạn nhìn thử trước cái đã, để xem thử là mình muốn ẩn cái gì. Thì các bạn sẽ mở control panel lên. Bạn chọn cái category, bạn chọn cái lên icon để cho mình dễ nhìn. Đây, ví dụ như trong này mình sẽ ẩn cái font này đi. Hiện nay là chưa được áp dụng policy nè, cho nên vẫn thấy nè. Bây giờ mình qua server, cái chỗ là ẩn item trên desktop mình không làm nữa, tạm thời mình để đó đi. Bây giờ cái chỗ AMC 100 này mình new một cái group policy khác. Mình để là ẩn item trong control panel của chúng ta. Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ thử trong control panel ẩn một cái item. Đây, hai cái policy khác nhau. Như vậy trong cái này chúng ta cũng chọn edit. Đó, group policy này chúng ta cũng chọn edit. Các bạn làm chung hai cái vẫn được. Rất nhiều thứ trong cùng một group policy vẫn được, nhưng mà thầy muốn tách ra để cho các bạn dễ theo dõi thôi. Như vậy trong cái policy này chúng ta cũng chọn phần admin. Thì thay vì là chúng ta để là desktop thì chúng ta chọn là control panel. Trong control panel nó có là ẩn những cái item được đặc biệt chỉ định nè. Chúng ta double click vô đây ha. Đây, double click vô đây. Thì chỗ này cũng tương tự, nó kêu là not config.
và enable. Nhưng mà enable ở đây nó không cho. Nó sẽ yêu cầu là mình phải muốn ẩn cái gì thì mình chỉ định ở chỗ này, danh sách những cái đối tượng mà mình muốn ẩn. Chọn show. Thì ở đây chưa có cái đối tượng nào hết. Mình gõ vào đây là form. Gõ đúng cái tên ở bên control panel á. Được không? Ok. Sau khi mà mình đã có được cái đối tượng bên này, mình bấm ok thì nó chấp nhận và đã được enable. Cập nhật lại cái policy một cái. Sau khi mà cập nhật xong thì các bạn sẽ log off ra và log on vô lại để kiểm tra. Đối với lại client mình đang thấy nha. Tại vì cái này là mình log off trước, log on trước cho nên nó vẫn còn cái icon này. Tắt đi. Sign out. Rồi vô lại nhân sự 1 1 2 3 áp dụng. Sau khi mình áp dụng xong mình mở lại control panel tự coi nào. Phong biến mất. Đó, biến mất. Ví dụ mình muốn thay đổi cái language này hoặc là cái result này, mình muốn cho nó biến mất luôn thì mình chỉ cần thêm ở bên kia thôi. Thêm bên server thì bên này nó biến mất. Ví dụ như bên này mình sẽ thêm vô đây. Đây, show. Mình sẽ thêm vô đây là cái region. Ha, hai cái. Ok. Rồi, áp dụng lại coi. Rồi, bây giờ cái result bên này vẫn thấy ha. Vẫn thấy. Log off ra. Sign out. Vô lại. Vô control panel lại coi. Result biến mất. Đấy, như vậy thì khi mà mình áp dụng cái policy như vậy đó thì đối với lại user, người ta đăng nhập vào bằng một cái tài khoản của công ty, người ta sẽ bị hạn chế một số quyền, người ta không làm được. Được không nào? Đó là mục đích của policy. Chúng ta cho phép hoặc không cho phép làm cái gì. Ví dụ như ở trong này mình không cho phép người ta thay đổi ngày ngày giờ, day and time, thì mình ẩn cái này luôn. Ví dụ như ở đây nè, người ta vô đây người ta được thay đổi change day time thì này là nó sẽ hỏi user password gì đó ha. Còn bây giờ nếu như mà người ta có quyền admin, người ta vô đây người ta vẫn thay đổi được. Còn bây giờ mình ẩn luôn cái biểu tượng này luôn, ẩn cái day and time này luôn thì lấy gì thay đổi hả? Kiểu là như vậy, tức là cái policy của mình. Như vậy trong bài thực hành các bạn sẽ cấm đổi cái time. Cái time này là cái cấu trúc rồi ẩn IP. Như vậy trong phần bên dưới sẽ hướng dẫn cho các bạn, ví dụ như là lúc đầu là ẩn về item rồi cập nhật yêu cầu ẩn desktop, đây có rất là nhiều. Rồi ẩn một vài item trong control panel cũng có hướng dẫn luôn. Ví dụ như là về Microsoft Mail thì chúng ta ẩn luôn, không thấy là liên quan đến cái phần cấu hình về chuột. Rồi, ẩn về cái theme, thay đổi về cái áo của cái giao diện đó. Thì ở đây người ta cũng hướng dẫn mà nó sẽ nằm trong control panel, nằm trong cái personal, là cấu hình cá nhân. Cấu hình cá nhân. Đó, là khi mà bạn vô bạn thay đổi cái theme là nó sẽ không cho. Rồi chặn sửa IP.
thì trong mấy cái bài này nó cũng cho các bạn sửa đổi hết. Ví dụ như chỗ này thì nó cho phép là hoặc là không cho phép truy cập vào cái cấu hình của len, thì các bạn tìm xem từ cái cấu hình của len nó nằm ở đâu trong control panel của chúng ta, hoặc là trong cái cấu hình của cái group policy đó, thì chúng ta sẽ làm dựa trên cái bài lab này. Ví dụ cho phép hoặc không cho phép về hiển thị cái start bar, đây là lock start bar, thì các bạn tìm trong cái policy của mình lock start bar nó nằm chỗ nào. Đó là bài thực hành của mình, được không?